Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2022. Thì hiện tại bây giờ mình đang ở thành phố Hà Tiên cả nhà. Đó. Thì cả nhà xem ha, thành phố Hà Tiên tỉnh Thạch Giá. Mình đang ở bờ kè ở tại thành phố Hà Tiên. Thì trong cái dịp lần này mình sẽ cùng mời cả nhà cùng đi du lịch khám phá Hà Tiên chung với mình nha. Cả nhà có thấy là ở đây chúng ta có một cái quang cảnh rất là đẹp không ạ? Đây là những cái con tàu mà sẽ vận chuyển những du khách để đi Phú Quốc đó cả nhà. Ở đây mình thấy là tàu Super Đông nè. Rồi đa số là tàu Super Đông. Với hai cái màu là một là màu trắng, hai là màu đỏ. Thì đây là bến tàu mà để cả nhà đi ra du lịch ở đảo Ngọc Phú Quốc. Còn mình thì trong cái dịp lần này mình sẽ giới thiệu về những cái điểm đến ở tại Hà Tiên để chia sẻ với cả nhà ha. Còn đợt này thì mình chưa có chia sẻ với cả nhà về ở Phú Quốc nha. Tại vì Phú Quốc thì mình mới quay khoảng gần một năm trước rồi. Thì bây giờ chúng ta chuẩn bị đến với cái clip đầu tiên. Ủa mấy con đó là mấy con gì vậy anh? Ốc. À cá cua luôn ha. Này như là 9 tầng địa ngục hay gì đó các nhà. Vậy là cái này mình đặt là sau một đêm mình mới dỡ lên hay sao anh? À đúng một ngày. Mà mình đặt ở trong bờ thôi hay mình có đặt ở ngoài không anh? À có cá này cả nhà. Cua này.
hải sản này là những hải sản tự nhiên luôn, vô là không ra được. Mình thấy cuộc sống ở Hà Tiên cái nha, rất là yên bình luôn. Gần như là cái nhịp sống nó cũng không có quá là gấp rút hối hả. Hiện tại bây giờ là khoảng là 6 giờ gần 7 giờ cái nha. Ngoài ra chúng ta còn những cái tàu khách khác mà chúng ta đi ra những cái đảo khác như là đảo Hải Tặc rồi đó. Chúng ta sẽ đi khu vực này. Tàu này chúng ta chắc mua vé cũng ở khu vực gần đây thôi. Dở cái này thì cũng rất là cực. Và chúng ta hãy cùng đi đến với địa điểm du lịch đầu tiên ở tại Hà Tiên mình sẽ chia sẻ giới thiệu với cả nhà trong buổi sáng ngày hôm nay ha. Dạ rồi cả nhà ơi, thì hiện tại mình đang ở phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Thì chúng ta sẽ đi đến với điểm du lịch đầu tiên, đó là Thạch Động, rất là có tiếng ở tại Hà Tiên cả nhà. Thì đối với cái điểm du lịch đầu tiên này á, cách thành phố Hà Tiên chắc khoảng từ 4-5 cây số, nói chung cũng không có quá xa đâu cả nhà, đi cũng rất là gần thôi. Mình muốn chia sẻ với cả nhà về cái quan cảnh đầu tiên về cái điểm khu di tích lịch sử là nhà tù Hà Tiên, nhưng mà nhà tù Hà Tiên bây giờ đã đóng cửa rồi, không còn mở cửa nữa, nên chúng ta không có thể tham quan cũng như mình không thể chia sẻ với cả nhà. Thì chúng ta sẽ đi đến điểm du lịch Thạch Động này. Thì đối với Thạch Động nằm ở tại phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên cả nhà ha. Nói chung thì đây là một trong những cái điểm mà cả nhà cần ghé mỗi khi mà cả nhà đi tới Hà Tiên ha. Tại sao? Tại vì cũng có khá là nhiều sự tích ở bên trong Thạch Động này. Thì khi nào mình tới đó thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà ha, để cho cả nhà có thể hiểu rõ ràng hơn. Đó, còn đây là tuyến đường mà chúng ta sẽ đi đến Thạch Động. Đây là quốc lộ 80 nha cả nhà. Ở đây là có thể nói là ở ấp luôn á. Khóm Thạch Động, tại vì thành phố Hà Tiên sau khi đã lên thành phố rồi. Thì từ xã lên phường, từ ấp thì lên khóm, phải không ạ? Ở đây có bán heo quay, chắc lẽ là cũng cúng ở bên trong Thạch Động cả nha. Tại vì mình nghe nói bên trong Thạch Động có một cái ngôi chùa cũng rất là cổ, hình như được xây dựng từ năm 1790 á. Mà xây dựng từ khoảng thời gian đó thì cả nhà cũng thấy là đã là 230 năm rồi. Một con số rất là lâu, phải không? À, xin lỗi cả nhà, 232 năm. Rất là cổ kính luôn rồi, phải không ạ? Thì mình nghĩ là đối với cái vấn đề tâm linh thì sẽ có nhiều người có mọi cách thức cúng tín ngưỡng riêng đó. Thì là cái quan cảnh mà xung quanh đi đến Thạch Động á, có mua bán gì đó thì mình cũng chia sẻ với nhà để cái nhà cảm nhận rõ hơn ha. Ở đây có một cái chạy gỗ nè, chỗ những chỗ bán nước giải khát thì cũng có cả nhà. Nói chung đó, cả nhà xem phía trước cả nhà có thể thấy được một cái ngọn núi, đúng không ạ? Ngọn núi mà đơn côi ở bên tay trái đó cả nhà. Chắc có lẽ là đó là Thạch Động của chúng ta. Thì nói sơ sơ về cái Thạch Động này thì cái chiều cao tầm khoảng là trên dưới 90 mét cả nhà. Cũng khá là cao phải không ạ? Đây là cái tuyến đường mà chúng ta sẽ đi đến giáp với địa phận biên giới của Campuchia luôn, cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nè cả nhà. Khu du lịch đá dựng thì bên phải quẹo vào là 3,2 km. Đó. Vậy là chúng ta sẽ có thêm một cái điểm du lịch mới, đó là khu du lịch đá dựng. Không biết đá dựng với Thạch Động này có phải là một hay không nữa, tại vì do mình cũng chưa coi kỹ lắm. Chắc có lẽ là hai nè. Thì ở đây chúng ta có khoảng chi đường 200m nữa sẽ phải vào đường lên Thạch Động. Đây, khu du lịch Thạch Động. Và chính xác rồi cả nhà. Thì hôm nay là thứ 6 ở tại Việt Nam cả nhà ha.
thì mình nghĩ cái số lượng mà người dân đi xuống Hà Tiên cũng không có quá đông, nên mình chia sẻ với cả nhà về Thạch Động. Nếu mà hơi vắng tí thì cả nhà cũng thông cảm giúp cho mình. Rẽ phải vào đường lên Thạch Động. Đối với những cái điểm du lịch á, thường thường ở Việt Nam á, là những người dân mua bán sẽ bán khá là nhiều ở dưới những cái điểm du lịch. Đó. Ở đây chúng ta có thể thấy nè, thịt heo nè. Ở đây nó giống như một cái khu chợ rồi cả nhà. Rau nè, thịt heo nè. Đó. Vân vân nè. Giữ xe. Chúng ta khá nhiều bãi giữ xe ở đây luôn. Rồi, mình quyết định mình giữ xe cả nha. Cả nhà đợi mình chút nha. Đây là tuyến đường mà chúng ta mới vừa chạy qua đó cả nha. Thì chúng ta gửi xe ô tô hay xe máy gì cũng được. Nói chung ở đây có rất là nhiều những cái bãi giữ xe. Đó. Chứ cả nhà thấy được cái món đặc sản ở tại An Giang cũng bán khá là nhiều ở tại Hà Tiên này. Đó là món dừa nước thôi mà. Và món xoài Úc. Đó, những trái xoài Úc nè. Vậy là táo Campuchia. Đây chúng ta đã tới vậy là táo Campuchia cả nhà. Di tích thắng cảnh Thạch Động. Bây giờ chúng ta hãy cùng mua vé vào bên trong nha cả nhà. Thì ở đây mình thấy là cái giá vé ở đây là chỉ có 5.000 thôi phải. Rất là rẻ luôn. Ở đây chúng ta có một cái bia căm thù trước khi mà vào Thạch Động nè. Cả nhà xem. Thì ra là bọn Wombat đã tàn sát năm 1978, tàn sát 130 người ở tại phường Mỹ Đức này. Rồi chúng ta mua vé thôi. Mua vé đâu anh? Rồi bán em một vé anh ơi. Đó, chỉ có 5.000 thôi cả nhà. Rồi chúng ta vào trong thôi. Rồi cảm ơn. Đây là một cái đường cũng như là một cái đường núi để chúng ta đi lên Thạch Động nè cả nhà. Nó có một cái độ dốc ha. Ngược lên trên. Đây chúng ta hãy cùng xem quang cảnh một vòng nha cả nhà. Đó. Đó, đây là cổng vào của chúng ta đó. Chúng ta sẽ thấy là bán đường lên Thạch Động thì sẽ bán quần áo nè, nón nè, giày dép nè. Nhất là những cái bộ đồ biển phải không cả nha. Cũng là một trong những cái nét đặc trưng ở tại Hà Tiên, cũng có thể gọi là thành phố biển đó cả nhà. Đồ chơi trẻ em. Thật sự thì đối với một cái giá vé mà 5.000 thì mình hơi bị giật mình á. Tại gần như những cái khu du lịch bây giờ giá vậy là quá là phải chăng. Giá bà con bán đây rất là phải chăng nha cả nhà. Quần cục thì chứ 40.000 mà dép thì 100.000 ba đôi. Ngoài ra chúng ta cũng có những cái me này nọ nè. Món ăn vặt. Me nhào đường. Đây chắc có lẽ là lối lên Thạch Động nè. Dạ. Cảm ơn cô. Ủa mình đi ra sao này là có cái gì sao không cô? Đi đường này dạ có. Xe hả cô? À. Là đường xe chạy lên ha. Dạ, cảm ơn cô. Còn mình đi là lẳng tí.
chúng ta xem đường xe máy như thế nào ha. Vậy là chúng ta sẽ có hai đường đi lên Thạch Động. Ngoài ra cả nhà thấy những cái sản vật ở đây bán này cả nhà. Cái ô môi không à. Mũ chôm. Đặc sản. Có củi nữa. Phải. Dạ. Anh xem trước một cái, cảm ơn chị. Dạ. Dạ, để em đi tham quan cái đó. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Khác ghé ủng hộ. Dạ. Rồi. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Chỗ ngồi cũng rất là thoáng mát. Chỗ dạ. Anh có wifi không? Dạ không. Xài năng lượng mặt trời. Dạ. À, nhà vệ sinh ở đây nha cả nhà. Đây là cái đường đi xe, chúng ta sẽ chạy ngược lên đây. Ồ, khá là ấn tượng ha. Bạn đã đến. Bây giờ chúng ta đi đường nào nhỉ cả nhà? Chắc chúng ta sẽ đi bộ hen. Dạ rồi, bây giờ chúng ta hãy xuống để chúng ta đi đường bộ lên nha cả nhà. Coi như là quên để mình chia sẻ với cả nhà về đường xe máy cái đó. Và sau đó chúng ta hãy cùng đi bộ lên. À, đây là đường đi bộ, đi đường xe của chúng ta. Được tạo ra những cái đèn lồng đỏ trắng. Đi đường xe thì chắc chắn chúng ta không đi được rồi, tại bắt buộc xe chúng ta phải gửi ngoài rồi chúng ta mới vô đây được. Cái nhà thấy là đây cũng là một cái nét đặc trưng ở tại Hà Tiên, là những chiếc xe lôi á sẽ rất là đẹp, được gắn những cái đèn led, nó tạo những cái ghế ngồi để chở du khách tham quan chợ đêm cũng như là những cái hoạt động vui chơi ở tại Hà Tiên vào buổi tối á. Tại vì hồi tối hôm qua mình cũng đã chạy vòng vòng để mình xem thử về cái những cái điểm đặc biệt đặc trưng ở tại Hà Tiên như thế nào để mình sẽ quay chia sẻ với nhà trong cái clip tối nay hoặc tối mai. Chúng ta hãy cùng lên trên nha. Dạ. Dạ. Đây là đường chúng ta leo lên này cả nhà. Ồ, Thạch Động. Cả nhà có thấy là những cái viên đá này trộn với những cái đất này cả nhà. Mình thấy là trước khi mà vào Thạch Động mình thấy có những cái hai ở đây, hai cái vũ sữa phải không, khá là to. Theo như mình được biết thì lối lên đó chúng ta sẽ bước qua khoảng 50 bậc thang. Đường chúng ta mới đi vô đó cả nhà.
Đây chúng ta bước lên cũng được mớ rồi. Nói chung thì bây giờ chúng ta đã có kinh nghiệm leo núi rồi, thành ra là cũng đỡ hơn mà không nhỉ. Đó, cái nhà thấy hai cây vú sữa nè, một cây đây với một cây ở trên nữa. Phải nói thì đây là một trong những cái điểm mà du lịch là cực kỳ độc đáo luôn. Cái nhà thấy là cái thạch động này á, cái loại đá của nó là không phải như là những cái loại đá bình thường, mà giống như là nó được tồn tại rất là lâu á, nó đã chuyển sang là hóa thạch rồi cả nhà. Đây để mình chia sẻ với cả nhà nha. Đây mình ra đây. Ở đây là có hai ngôi mộ ha. Mình nhìn cái này mình cứ liên tưởng ra những bộ phim kiếm hiệp mà cổ trang nha cả nhà. Cả nhà có thấy được là những cái cây tru đủ ở đây, trái cũng khá là nhiều rồi cả nhà. Đó. Đây bây giờ mình sẽ chia sẻ với cả nhà nha về cái chỗ thạch động nha. Cái đá ở đây nó hoàn toàn là nó vậy, nó lâu năm quá rồi. Cái đường nét, cái đường vân của nó cũng rất là khác biệt với những cái núi đá khác mà mình đã từng thấy á. Ngoài ra chúng ta cũng có một cái mũi đá nhô ra chỗ này. Cả nhà có thấy là cái đá này nó nhìn thấy nó rất là cổ đúng không cả nhà? Hóa thạch, theo mình là hóa thạch nha, chứ mình thì cũng chưa rõ như thế nào. Rồi chúng ta hãy cùng vào viếng mộ. Không biết có ai đây. Tiên Sơn Tử. À, đây có tiếng Việt Linh Sơn Tử. Hòa Thượng. Cái nhà xem cái chất liệu đá ở thạch động đó, cái cấu tạo của thiên nhiên chứ không phải chất liệu, xin lỗi cái nhà, rất là ấn tượng luôn. Rồi chúng ta nhìn xuống dưới một tí nha cả nhà, rồi chuẩn bị chúng ta vào thạch động. Thì mình thấy cái lượng khách tham quan đã bắt đầu hơi đông hơn cả nhà. Bây giờ thì cái thời gian chắc khoảng là cũng hơn 9 giờ rưỡi á. Chụp camera hơn thế này.
đó, cái khúc khu vực này là nãy chúng ta mà đứng dưới này nè cả nhà, mình nói cái đường này là đường xe lên đó. Đây chúng ta chuẩn bị vào bên trong thành tổng. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là ở thạch động, ở trên giữa hai khe núi sẽ có một cái đường để chúng ta đi vào. Đây cái nhà xem ha. Giữa hai cái núi với nhau sẽ có cái khe chỗ này. Sau đó là những cái công trình sẽ được xây dựng từ hồi nào đó thì không biết. Đây là cái lối vào của chúng ta. Rồi chúng ta hãy xem ha. Khu vực bên đây thì cũng là khu vực mà bán nước với nghỉ ngơi. Ở bên đây phía sau là gì nhỉ? Chắc có lẽ là chúng ta hãy đi một cái vòng ở bên ngoài đi rồi chúng ta hãy vào bên trong nha cả nhà. Rồi, chúng ta đi thôi. Đây, cái đường hồi nãy chúng ta đứng phía dưới đó. À, giờ là bên đây là hết rồi nha cả nhà. Mình sẽ lên bằng hướng này. Rồi, chúng ta hãy lên bằng cổng chính thôi. Đây cả nhà thấy thì ở trên này cũng còn một cái cây vú sữa nữa. Mà nghĩ là trong cái dịp mà xuân á thì những cây vú sữa này trái nó sẽ rất là nhiều ha. Mà bây giờ thì cũng có nhưng mà những cái trái thì nó đã bị khô héo hết rồi. Trời, cũng hơi khó rồi nhỉ, tại nó màu đen nó hơi tẹp tẹp với cái màu năm nào của vú sữa. Rồi bây giờ chúng ta hãy tiến hành vào thạch động thôi. Không, thay đổi. Quay không vừa rồi thì tôm tiếp gì. Đây là chúng ta cũng thấy được một cái lan can cả nhà. Khi mà chúng ta di chuyển vào thành động á, đây là cái lan can mà chúng ta có thể đi vòng quanh thành động thì chúng ta có thể nhìn xuống phía dưới nha. Đó là những cái quang cảnh mà mình đứng phía dưới mà chúng ta nhìn được lên trên. Đây chúng ta sẽ có hai đường lên. Một là đường lên bên đây, bên trái và một là đường lên bên tay phải.
chúng ta sẽ đi bên đây. Một cái nét đẹp nhìn rất là quen sơ đúng không cả nhà. Cả nhà đợi mình tí. Rồi chúng ta bước vào bên trong nè cả nhà. Cả nhà thấy là một cái nét rất là đặc trưng luôn. Nhìn thấy gì trên đó vậy anh? Chưa. Không có bình bình thường mình nhìn trên đó là mình thấy gì vậy? Là thấy được con quạ công chúa đeo bàn với muối xanh luôn. Con quạ đeo bàn công chúa với thạch xanh. À, cái cây này là địa chỉ nha cả nhà. Rồi nè cả nhà xem thử coi. À thì đối với thạch động thì cả nhà thấy là gắn liền với truyền thuyết mà thạch xanh đó cả nhà. Đó. Thạch xanh mà vô trong hang thạch động để cứu công chúa. Trước đại bàng đó cả nhà. Đây nè, công chúa ở đây nè. Rồi con đại bàng đâu anh, con đại bàng đâu? Chưa, để tôi lên nhìn con đại bàng ra. Đó, công chúa đang ngồi nè, cái đuôi con cá nè. Đuôi con cá nè, đó, công chúa đang ngồi nè, đó.
chưa thấy kiếm còn đeo bàn đây. Cái này bàn đó. Ôi đủ rồi, chính kiếm rồi. Cái này bàn đó. Ôi nhưng mà khoan, bà khoan nghe. Thôi thua luôn, nhìn không ra gì chứ. Mấy tóc đen. Thôi, chị ơi, có ở dưới đây nè. Công chúa mái tóc dài màu đen đó hen. À, công chúa này hình như hơi ốm phải không? Đúng rồi. À, tóc cũng ngắn nữa, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À. Rồi thấy được công chúa nè cả nhà. Đây gương mặt công chúa. Tại vì cái sự tích Thạch Sanh Lý Thông nữa cả nhà, khi mà Thạch Sanh vào trong hang động á để cứu công chúa khỏi đại bàng á, thì đây là một trong những cái sự tích mà ở bên trong thạch động. Đây là một cái nơi thờ tự bên trong thạch động đó cả nhà. Chúng ta hãy cùng xem nơi thờ tự ha. Thank you.
đây thì mình sẽ chia sẻ với cái nhà ha, chi tiết hơn nha cái nhà. Thì đối với những cái ánh sáng hoàng hôn á, thì theo như những người trông coi ở trong đây á, có chia sẻ là tầm khoảng 3 giờ chiều thì những cái ánh sáng nó sẽ le lói xuống ở bên trong thạch động. Và đó cả nhà, nếu mà đi buổi chiều á thì cả nhà có thể là canh những cái khoảnh khắc đó ha. Rất là ấn tượng luôn. Cả nhà có thấy được hai cái chú rồng ở đây nè. Ở trong thạch động rất là cổ luôn không? Đó. Rồi, chúng ta hãy cùng đi lên trên đây để chúng ta quan sát, rồi sau đó chúng ta sẽ đi tiếp tục những cái điểm mà chúng ta chưa thấy nha cả nhà. Đó, cả nhà có thể thấy là khu vực này là cả nhà thấy đá ở thạch động đã được quá thật rồi, thành ra là khi cái màu sắc của nó có cái đường ở bên dưới đó thầy, có cái đường bên dưới đó, lúc cái cửa vô đó, bên tay trái đó, là đi lên cao hơn nữa à. Dạ à, nó là đây là một trong những thì đối với thạch động cả nhà thì có hai cái cửa, hai cái chỗ để chúng ta nhìn ra. Một là chúng ta nhìn ra phường Mỹ gì mình quên rồi đó, hai là sẽ nhìn ra bên thị xã Hà Tiên. Cả nhà xem ha, đá ở đây là đá ở thạch động nè, nó hóa thạch thành ra nó có một cái màu sắc nó trơn trơn, nó láng láng như vậy nè, giống như là những cái rễ cây mà nếu mà cả nhà khi mà đào dưới đất lên á, nó cũng sẽ có những cái độ trơn như vậy. Quá đẹp. Đây là cái đường ống mà dẫn dây điện từ dưới lên nè cả nhà. Đó, đây là đường quốc lộ 80 của chúng ta đó. Trước kỳ em bé 50, em bé 80 đẻ rồi. Cũng lâu rồi, gần mấy năm rồi. Nó là một cái cảnh rất là đẹp khi mà chúng ta đứng ở thạch động, chúng ta nhìn về ở đây, không biết phải là thị xã Hà Tiên hay không. Bây giờ đi luôn, chúc bà chùa hen rồi một lát bỏ em cho 30 để đưa lại đó tiền, nãy vé vô cổng đó với cổng này, nãy vô đâu, nãy mua vé tôi cầm vé mà không, cái quầy kia kìa, quay quay biển đó là 10.000 đồng.
Do chùa cho lốc cũng mua. Rồi đó tính là 30.000 người đó là hai chỗ, đúng không? Đó chút xíu rồi. Tôi có ấn tượng luôn bây giờ. Không báo gì tính. Bây giờ ông tin nổi không? Đúng, cẩn lên. Ông cổng tôi chứ tôi cổng ông. Vậy ra ông hỏi tôi chen. Ủa giá xuống đâu rồi? Bỏ một chiều. Chắc em chi bộ chắc tú. Chừng công nhân như thò. Tôi biết ông đang có tiền nhiều, tôi đi theo ông hết. Nói lên đây là ngồi tới rồi. Khi chúng ta đứng ở đây thì chúng ta thấy được về cái khe rãnh cũng rất là độc đáo nè cả nhà. Giữa hai tảng núi với nhau, sau khi mà được tét ra thì cũng có một cái khối đá nó chèn giữa như vậy. Nó rất là to nha cả nhà. Ôi trời, đây còn một đống đá nhỏ nữa nè. Dạ rồi cả nhà, chúng ta hãy tiếp tục thôi cả nhà. Thật sự thì mình thấy khá là ấn tượng luôn ở thạch động này. Rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Đối với mình một cái điểm du lịch mà đặc trưng như vậy, hồi nãy chúng ta đi bên đó thì giờ chúng ta sẽ qua bên đây. À, dời. Giếng trời nè cái gì. Đây là cái cửa mà chúng ta vào hồi nãy đó. Đây chúng ta sẽ có một cái đường lên nữa. Hình như là dơi ở rất là nhiều ở khu vực trong đây nha cả nhà. Nó quá tối vậy. Không chia sẻ được những cái nhà rõ. Tại vì mình thấy phân dơi nha. Phân dơi dưới này nhiều. Đó là đường chúng ta mới vô hồi nãy đó. Đây là đường chúng ta đi lên. Giờ rồi cả nhà ơi, chúng ta tiếp tục tham quan nha. Tại vì do ở bên trong đây đang mở những bài nhạc bản quyền á, thành ra bắt buộc video của mình phải cắt dài như vậy.
Rồi chúng ta hãy xuống để đi qua cái khu vực tiếp theo để mình xem còn khu vực nào để chia sẻ với nhà ở trong Thạch Động hay không nha. Đây cũng là một cái điểm mà du lịch tâm linh đó. Dạ rồi, sau khi mình đã quay trở lại cái chỗ mà Thạch Xanh Thí Thông đó cả nhà, thì cũng chia sẻ với cái nhà luôn. Đây là một trong những cái nơi cũng là rất là đặc trưng và tiêu biểu ở bên trong Thạch Động luôn. Thì như có một cái truyền thuyết mà ngày xưa mà sau khi mà Thạch Xanh đã cứu được công chúa cả nhà, sau đó là Thạch Xanh đi ra bằng cái đường này để gặp vua Thủy Tề đó cả nhà. Thì cũng có rất là nhiều những du khách mà rất là tò mò về cái giếng này đó, ngày xưa nha. Và sau đó là cũng đi khám phá cái bí ẩn ở dưới giếng này để xem ra thông tới đâu. Thì có rất nhiều người một đi mà không quay trở lại. Thành ra là khu vực này bây giờ nó cũng không có để cho người nào xuống dưới đây nữa, cũng có người canh chừng. Thì cũng có những người dân ở đây, người ta dùng những trái dừa khô, sau đó chúng ta những người dân vẽ những ký hiệu lên những trái dừa khô, sau đó thả xuống dưới cái giếng này thì thấy xuất hiện ở ngoài biển mũi Nai đó cả nhà, ở Hà Tiên đó. Thì những trái dừa đó xuất hiện ở bên đó thì người dân xác định là đây là một cái giếng thông từ chùa Thạch Động, ôi xin lỗi cả nhà, ở Thạch Động ra ngoài biển mũi Nai ở Vũng Tàu đó. Thì nó cũng gắn liền với truyền thuyết mà Thạch Xanh đó cả nhà. Ở đây chúng ta sẽ đi tiếp đến cái điểm tiếp theo là ở trên đây. Mà trước tiên đi đến đó thì chúng ta hãy ra đây ha. Đó là những cái sự tích mà mình muốn chia sẻ với cả nhà. Khi mà chúng ta đi tham quan Thạch Động thì chúng ta cũng biết thêm được nhiều thứ phải không ạ? Những cây này cây là làm đám cưới không cả nhà, làm cổng cưới á. Trên đây có những cái lõm lõm màu vàng vàng như vậy thì mình cũng không biết là này có tạo cho địa chất hay như thế nào. Mới đầu mình cũng không hiểu cái cây này làm gì, rồi sau đó là mình cũng hiểu sơ sơ rồi. Nó dùng để chỉ cái sự tích của Thạch Xanh Thí Thông ở đây. Thực sự thì cả nhà nhìn nó phải có một cái trụ tượng á. Trụ tượng nó rất là cao thì chúng ta có thể nhìn ra được. Còn mình thật sự thì mình cũng chỉ thấy được công chúa thôi. Ngoài ra mình cũng chưa thấy được cái gì khác. Ở công chúa là ở đây nè cả nhà. Thôi chúng ta đi lên đây, chúng ta tham quan trong này. Đây là cái điểm cuối cùng ở bên trong Thạch Động. Đây cũng không biết là một cái bảng gì. Ở đây hai tảng núi.
có một cái thanh gỗ nữa cả nhà để ngăn sự kết hợp lại của hai tảng núi. Dơi cái này. Rất là ấn tượng luôn. Vậy là mình đã chia sẻ với cái nhà về Thạch Động, một trong những cái nơi mà du lịch mà cái nhà nên ghé tới thử một lần khi mà cái nhà có dịp đi đến Hà Tiên ha. Thì đây là một trong những cái nơi mà du lịch tâm linh cũng như là cái truyền thuyết Thạch Sanh Lý Thông được tái hiện với nhiều cái vết tích ở bên trong Thạch Động này, khá là khớp với sự tích đó. Kèm theo đó là cũng có những cái bí ẩn riêng mà cái nhà nên đến và chúng ta xem thử ha. Kèm theo đó là chúng ta xem về những cái tảng đá đây, nó đã được hóa thạch. Đó là cái điểm khác biệt so với mình cũng đã đi khá là nhiều núi, thì mình thấy là đá ở đây nó dạng nó tự động, nó sẽ có một cái nét đẹp, cái vẻ đẹp riêng, cái độ cứng và cái màu sắc khác nhau. Lần nữa thì cảm ơn anh chị em, cô chú bác rất là nhiều. Chúc anh chị em, cô chú bác xem video vui vẻ và hiểu thêm được về Thạch Động ở tại Hà Tiên. Cảm ơn anh chị em, cô chú bác. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Chúc anh chị em, cô chú bác xem video vui vẻ.